Một vụ nổ khí ga lớn đã xảy ra sáng nay tại nhà máy sang chiết ga ở khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, làm 37 người phải nhập viện. Rất may là không có ai tử vong. Tuy nhiên, sự cố cháy nổ bồn ga 50 tấn đã khiến hàng trăm công nhân đang làm việc trong nhà máy và người dân trong khu vực phải hoảng loạn và phải tháo chạy. Vào lúc 9:30, sau khi chiếc bồn ga bị bốc cháy 10 phút thì phát nổ. Tại hiện trường, hàng trăm bình ga bị cháy đen, bắn tung tóe khắp nơi. Vụ nổ với áp lực mạnh đã khiến bồn chứa bị văng với nhiều mảnh vỡ bắn xa hàng trăm mét. Nhiều trang thiết bị của trạm xăng chiết bị hư hỏng hoàn toàn. Cách hiện trường vụ nổ vài trăm mét, nhiều nhà máy lân cận cũng bị hư hỏng nặng. Đến khoảng 11:30, đám cháy mới được khống chế. Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ đã khiến hàng chục công nhân của nhà máy và các công ty lân cận bị thương. Trong đó có 4 người hiện vẫn đang phải điều trị ở bệnh viện, không có ai bị thiệt mạng. Tính đến 2:00 chiều nay, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân. Thưa quý vị và các bạn, sự cố cháy nổ ga xảy ra lúc nhà máy đang sang chiết ga. Khi mà bồn chứa ga bốc cháy và phát nổ thì lúc đấy có hàng trăm bình ga đã được nạp ga. May mắn là ngọn lửa chưa kịp lan sang những bình ga này. Tính đến thời điểm bây giờ thì vẫn chưa thống kê được cái mức độ thiệt hại về người và của. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.